Xin chào các bạn. Đây là loại da mình để giá 1.000 một miếng này các bạn. Cái này là da xấu nè. Không, bên này mới là 6. Bên này là 6. Này là 7. Này là 8. Sáu bảy tám mm đó nha các bạn. Còn cái loại này á, là bi 10 ly, bi 11 ly cũng được các bạn, hoặc 9 ly cũng được. Loại này nè. Là dành cho anh em nào thích xài mấy cái cục bi ve hồi xưa các bạn. Bi ve thì nó có hai loại. Loại to, loại nhỏ. Này các bạn. Cái loại nhỏ á, nó là 11 ly 6. Mình đo nè. Còn cái loại to á, nó là 16 ly hay gì á. Nó 15 ly mấy, 16 ly á các bạn. Nó là cái miếng da bự đây. Này các bạn. Còn cái da nhỏ này nè, là bi nhỏ. Tại vì có một số người ấy vẫn còn thích xài cái loại bi này. Cho nên mình làm cái da này nè để dành riêng cho những người đó. Hoặc là mấy anh em bán sỉ á, mấy anh em shop mà lấy về bán sỉ á, thì đây, cái da này đây. Da chuyên cho bi ve. Bi ve là bi này nè các bạn. Chỗ thì gọi là bi ve, chỗ gọi là bi sành, chỗ gọi là bi keo. Có loại lớn, loại nhỏ này nha các bạn. Hai cục, cục lớn, cục nhỏ. Còn giá thì cái loại này này các bạn. 678 này nè, là 1.000 một miếng. Còn cái loại này là 1.200. Cái bi nhỏ này là 1.200. Còn cái bi ve bự này á là 1.500. Anh em nào cần thì liên hệ với mình nha. Số điện thoại mình để phía dưới á. Cảm ơn các bạn.